đang quay vlog nhưng mà mình không muốn nói lớn quá để bé sữa thích, nên là các bạn hãy xem nha. Rồi từ từ các bạn nhỏ thôi. Đây. Đó, sữa đang ngủ nè mọi người. Dễ thương không? Sữa ơi. Hamster và Chinchilla. Rồi hôm nay thì mình sẽ làm một video clip nói về những cái sai lầm mà chắc chắn các bạn nào mới nuôi chắc chắn 99,69% sẽ gặp phải. Ok, let's go. Số 1. Nghĩ rằng các bé hamster sẽ ở chung được với nhau. Có thể các bạn nghĩ là hamster là một cái loài động vật rất khá là nhỏ bé, nên là các bạn nghĩ thì các bé có thể nuôi chung được chung một chuồng đúng không? Nhưng mà thật ra không phải như vậy các bạn. Hamster á, cái tính xã hội của chúng thì không có nhiều, mà đa số thì hamster chỉ có tính lãnh thổ thôi. Thì khi mà có tính lãnh thổ cao như vậy á, thì hamster sẽ sống chết với bất kỳ những cái cá thể nào mà xông vào cái lãnh thổ của chúng và xảy ra ẩu đả và có thể gây thương vong các bạn ạ. Đó, đó là lý do mà khi các bạn nuôi hamster á, tốt nhất là nuôi các bé riêng từng chuồng ha. Rất ít trường hợp mà các bé hamster có thể sống hòa đồng với nhau từ nhỏ tới lúc già luôn. Đó, cái đó trường hợp rất là hiếm các bạn. Đó, nhất là các bé dòng hamster B như thế này. Ở tính lãnh thổ của bé cực kỳ cao, nên là khi các bạn nuôi hamster thì các bạn phải chú ý kỹ rằng hamster nên nuôi một bé một chuồng to nha các bạn nhé. Ok, sản phẩm số 2, chọn phụ nuôi không phù hợp. Rồi thì các bạn đầu tiên á, khi các bạn vào những cái shop hamster, các bạn thấy là những cái chuồng nuôi để trên cái kệ rất là màu mè hoa lá hẹ đúng không, cực kỳ đẹp đúng không? Đó, nhưng mà các bạn quên rằng cái yếu tố giúp cho chuồng nuôi thích hợp cho các bé hamster, thứ nhất là kích cỡ, thứ hai là độ thoáng khí, thứ ba là độ dày đáy có đủ cao để các bạn có thể lót dày hay không. Ví dụ như là chuồng này đúng không, chuồng này thì chuồng này chỉ phù hợp cho các bé hamster dẫn các bé đi chơi hay là đem các bé ra ngoài để khi các bạn thay lót chuồng hay là dọn dẹp chuồng thôi. Đó, thì những cái chuồng này không phù hợp để nuôi cái bé nào cả, thậm chí những cái thùng như là thùng 30 lít trở xuống thì sẽ không phù hợp nuôi các bé hamster bất kỳ dòng nào từ nhỏ đến lớn nha các bạn. Rồi, vậy thì chuồng nào là cái chuồng phù hợp các bạn? Thì với các bé dòng dwarf hamster thì các bạn nên có những cái chuồng nuôi tối thiểu ít nhất là lồng 47. Ha. Với mình thì lồng 47 thì còn khá là nhỏ so với các bé các bạn. Nhưng mà nếu các bạn nuôi cái chuồng nào mà ở dưới cái size lồng 47 á, thì các bé sẽ cực kỳ stress và các bé sẽ cắn lồng liên tục luôn. Và sẽ dẫn đến những cái bệnh như là bị lòi sỉ nè, bị stress và dẫn đến những cái bệnh như là kiến ăn, rồi tiêu hóa, rồi trầm cảm, dẫn đến việc là lừ đừ người và không có hoạt động, không có năng nổ nữa. Thì mà khi mà trong cái người hamster có quá nhiều cái loại stress và nhiều bệnh đi thì các bé sẽ không thể nào sống thọ được các bạn ạ. Nên nếu các bạn yêu thương các bé thì các bạn nên chọn một cái chuồng có size và có kích cỡ phù hợp ha, càng rộng càng tốt, không có khái niệm là quá rộng đâu các bạn ha, càng rộng càng tốt. Và nếu các bạn không thể nào mà các bạn không có đủ kinh phí để các bạn mua lồng lớn thì các bạn có thể chọn là nuôi trong thùng nhựa ha. Trong thùng nhựa thì theo mình tìm hiểu thì chuồng nhựa nên từ 55 lít trở lên, 50 lít ha, cho các dòng hamster lùn. Đó là tối thiểu nha các bạn, đó là tối thiểu. Và 90 lít trở lên cho các dòng hamster B hoặc là tảng lớn ha, Winterwild, nếu mà các bạn Winterwild trưởng thành đó, cũng khá là lớn. Nên các bạn có thể là nuôi các bé trong một cái thùng khoảng từ 90 lít trở lên ha, tối thiểu nha mọi người. Rồi, thứ hai các bạn phải đảm bảo cái độ thoáng khí cho các bé. Bởi vì nếu các bạn nuôi các bé trong cái môi trường quá là tù túng và bí hơi á, thì các bé sẽ rất là dễ bị stress, chuồng mau hôi và các bé sẽ dễ bị sốc nhiệt nha các bạn. Sốc nhiệt là một trong những cái căn bệnh mà hamster hay gặp phải và rất khó chữa trị ha, rất khó chữa trị luôn. Ok, rồi, ok, next up. Thứ ba, lót chuồng chưa được tối ưu. Các bạn thường biết đến những cái lót chuồng như là mùng cưa nè, cá bút đi nè, cát sang nè, nén đậu nành nè, rồi nén gỗ nè. Đó, rất là nhiều loại lót chuồng luôn. Nhưng các bạn lót chuồng như thế nào để thực sự là tối ưu các bạn? Thì đầu tiên các bạn phải biết cách phối hợp và phân khu. Phối hợp và phân khu như thế nào? Các bạn sẽ có những cái thang uống hay là những cái độ ngăn các khu lót lại, chia hai khu riêng biệt hay là ba khu riêng biệt ra để phù hợp với từng
đặc tính của từng loại lót, ví dụ như là các bạn lót mùn cưa hay là giấy lót, thì những cái đó sẽ đáp ứng cái với nhu cầu là các bé có nhu cầu đào hang, làm tổ, rồi giữ ấm cơ thể. Thứ hai là các bút đi và nén đậu nành, các bạn sẽ cho một khu riêng ha. Các bút đi, và nếu mà là các bạn xài dùng một thôi, các bạn không phải dùng cả hai đâu, nó hơi bị rối vậy, là nó hơi bị gọi là sao ta, nó hơi bị dơ và khó vệ sinh lắm, thì các bạn sẽ sử dụng một trong hai. Thì cá nhân mình thì mình hay xài các bút đi. Có nhiều bạn thì thích xài các đậu nành, nhưng mà các bạn nên lựa loại nào an toàn cho hamster nhé. Rồi, các bút đi và các nén đậu nành có công dụng thế nào? Thì sẽ thứ nhất sẽ giúp khử đi cái mùi hôi khi các bé vệ sinh, và khi các bé đi vệ sinh các bé sẽ thường đi vào bên các bút đi nhiều hơn, và nó sẽ giúp các bạn khử đi những cái mùi hôi. Và khi các bạn spot clean á, spot clean những cái khu vực bé đi vệ sinh thì cực kỳ dễ ha, dễ hơn là spot clean trong khu vực mùn và giấy lót nhiều. Ok, rồi tiếp theo nha mọi người, sau khi các bạn mà sử dụng lót chuồng á, các bạn nghĩ rằng lót chuồng chỉ là để lót để thấm khi các bé vệ sinh không bị dơ thôi, nhưng mà không phải. Lót chuồng có rất là nhiều công dụng, và công dụng đầu tiên tối thượng nhất đó chính là cho các bé đào hang và làm tổ. Bởi vì trong tự nhiên các bé là động vật hay thích đào hang dưới lòng đất các bạn đó, thì đó là đặc tính tự nhiên của hamster rồi, đó là cách mà các bé giảm stress và cảm thấy an toàn. Nên các bạn lót càng dày, lót mùn cưa hay là giấy lót càng dày thì càng tốt. Các bạn lót một cái mức là khoảng, nếu mà với hamster robo hay là hamster wild các bạn lót tối thiểu 15 cm, và nếu mà hamster bear thì mình nghĩ là tối thiểu là có thể là cao hơn là 20 cm, để các bé đủ cái độ sâu để các bé có thể đào hang và làm tổ ở bên dưới đó. Như thế thì các bạn lót càng dày các bạn sẽ tiết kiệm các bạn, tại vì lót dày các bạn sẽ lâu phải thay chuồng, và các bạn chỉ cần dùng cái phần lót bị dơ thôi. Còn nếu các bạn lót ít á, thì thứ nhất các bé lông dễ bị bết, dễ bị viêm da, và chuồng rất là mau hôi, và các bạn phải dành thời gian là lau dọn chuồng rất là thường xuyên luôn. Thường thường chuồng của mình á, mình lót khoảng 20 cm và phân khu ra đàng hoàng, chuồng mình là chuồng 1 m. Thì nếu mà mình spot clean 3 ngày, 1 tuần 2 lần, thì cái chuồng của mình có thể không hôi tới 3 tháng hoặc hơn nha các bạn. Đó là cái lợi ích mà khi các bạn phân khu lót chuồng, và cũng như là lót mùn cưa hoặc giấy lót một khu khá dày cho các bé đào ha. Sai lầm thứ tư, chọn wheel sai kích thước. Rồi, wheel như thế nào là wheel sai kích thước? Các bạn khi mà các bạn mua chuồng như là chuồng đạ hay là chuồng hoàng tử, các bạn nhìn vào cái chuồng, các bạn có thể thấy là họ cho các bạn những cái wheel nhỏ hơn các lòng bàn tay các bạn, nhỏ hơn lòng bàn tay luôn. Wheel khoảng tầm 10 cm, 12 cm hay 14 cm gì đó mình không biết, nhưng mà rất là nhỏ các bạn, cực kỳ nhỏ ha. Theo những cái nghiên cứu khoa học á, thì khi mà các bé hamster trưởng thành, các bé hamster lùn như là Winter Wild, Robo hay Campbell, size tối thiểu cho các bé là size 18 cm. Ha, đó là với tiêu chuẩn Việt Nam nha mọi người. Với tiêu chuẩn Việt Nam mình nghĩ là size 21 cm sẽ là cái mức an toàn cho các bé dòng nhỏ, và size từ 23 hoặc ít nhất là 25 cm thì sẽ phù hợp cho dòng bear hơn. Thường thường thì các bé ở nhà mình thì mình cho chạy wheel 25, wheel 26 và wheel 28. Thì mình cũng cảm thấy là khi các bé trưởng thành, các bé phát tướng lên thì cái wheel nó nhìn rất là nhỏ các bạn, và mình có cảm thấy là cảm giác là bé vẫn hơi bị cong lưng. Nên nếu các bạn có điều kiện, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cứ lựa chọn cho các bé hamster nhà mình những cái wheel càng to càng tốt. Thậm chí Winter Wild cũng có thể chạy wheel 32 cm nha mọi người. Robo cũng thế. Nên các bạn đừng lo là wheel quá lớn các bé sẽ không chạy được nhé. Ok, alright. Rồi, sang thứ năm, đó là các bạn không chuẩn bị kỹ kiến thức khi mà chuẩn bị nuôi các bé hamster. Tại sao mình nói không chuẩn bị kiến thức? Thường thường các bé học sinh hay là các bạn trẻ hay là những người mới nuôi, các bạn thấy hamster, các bạn đến các shop hamster hay là các bạn thấy bạn bè mình nuôi hamster dễ thương quá, thì các bạn sẽ bắt đầu nuôi theo phong trào. Các bạn thích thì các bạn mua các bạn nuôi thôi, và các bạn chưa có chuẩn bị những cái dụng cụ cần thiết như là chuồng, wheel, lót chuồng, hoặc là và đặc biệt hơn là cái kiến thức cơ bản về hamster. Thì khi các bạn nuôi như thế, các bé khi về nhà và được các bạn nuôi, các bạn sẽ khó có thể cho bé một cái môi trường sống phù hợp và tốt nhất. Đó, có thể là các bạn cảm thấy là mình yêu thương bé, nhưng mà thực ra đối với bé thì cái đó không khác gì địa ngục các bạn, như các bé bị cầm tù như vậy đó. Thì đa số là các bạn học sinh hay là các bạn nuôi theo phong trào, các bạn sẽ nuôi trong cái chuồng nhỏ, lót mỏng, và sẽ không có tìm hiểu quá nhiều về hamster và chỉ nuôi cho vui và để giải stress thôi, thì cái đó mình hoàn toàn không ủng hộ. Các bạn khi mà xác định là nuôi một bé thú cưng nào đó thì các bạn phải tìm hiểu, cực kỳ tìm hiểu sâu
về những cái đặc tính nè, tính cách nè, rồi cách nuôi cũng như là đồ ăn như thế nào, để các bạn khi mà nuôi các bạn sẽ tránh những trường hợp là bé bị những cái căn bệnh và dẫn đến những cái thương vong không mong muốn. Sơn thứ 6 nha, đó là nghĩ hamster là một loại thú cưng rẻ tiền. No, no hề, không hề nha các bạn. Có thể là bạn ra shop hamster hay là các bạn đón một bé hamster thì cái giá tiền của bé thật sự là không cao. Các bé thì rơi vào đó tầm khoảng tầm vài chục tới vài trăm ngàn thôi. Nếu các bé màu đẹp hơn hay là các bé nhập thì sẽ có giá cao hơn chút xíu. Nhưng mà đối với các bạn, đối với đa số người nuôi thì hamster là một dòng hamster là một dòng thú cưng, không phải tốn quá nhiều tiền để mua. Đó, như thế thì trong đầu các bạn nghĩ là hamster là một cái dòng thú cưng vô cùng rẻ tiền và các bạn có thể nuôi như thế nào, và nếu các bé có chết thì cũng không có thành vấn đề. Đó là một cái sai lầm, một cái tư tưởng cực kỳ sai lệch nha mọi người. Bởi vì khi các bạn nuôi hamster, các bạn thứ nhất các bạn có chuồng và chuồng không hề rẻ, thứ hai là lót chuồng hàng tháng, thứ ba là đồ ăn. Nếu các bạn nuôi số lượng nhiều thì đồ ăn hàng tháng rất là nhiều các bạn, và lót chuồng các bạn cũng phải có một cái kinh phí lót chuồng cho các bé. Thứ tư là nếu các bé bị bệnh đó thì các bạn hoàn toàn cũng phải dẫn, nếu bé bị bệnh nặng các bạn không thể nào chữa ở nhà thì các bạn phải đem các bé ra thú y, là thêm chi phí thú y nữa. Và rất là nhiều người không sẵn sàng bỏ cái chi phí thú y ra cho các bé, vì các ba bạn nghĩ là hamster mua, nếu mà bé mất thì các bạn có thể hoàn toàn mua một bé khác với cái số tiền rẻ hơn, thì tại sao mà tôi phải bỏ ra cái chi phí dẫn bé đi thú y để tốn tiền như thế. Đó là những tư tưởng của những bạn nào nuôi theo phong trào. Nếu các bạn thực sự yêu thương bé thì các bạn sẽ biết rằng đầu tư cho một bé hamster, chỉ một bé thôi, các bạn phải tốn rất là nhiều chi phí chuồng, đồ ăn, lót chuồng. Mình chưa tính tới chi phí trang trí nha mọi người. Có những bạn rất là thích trang trí chuồng và những cái phụ kiện như là wheel hãng nè, nhà ngủ nè, tầng thêm và những cái đồ trang trí nó rất là mắc các bạn, nó rất là mắc nha. Thì con số có thể lên đến hàng chục triệu, và thậm chí có nhiều người đầu tư nhiều có thể lên tới hàng trăm triệu. Đó, nên hamster hoàn toàn không phải là một loại pet rẻ tiền. Nên các bạn trước khi nuôi, các bạn phải cân nhắc kinh phí mỗi tháng của mình có đủ dành ra vài trăm ngàn hoặc là ít nhất là 100-200 ngàn cho tiền thức ăn và tiền lót chuồng hay không. Nếu được thì các bạn hãy đón một bé về ha. Right, thứ 7, hamster tắm như thế nào? Hamster không được tắm nước. Có nhiều bạn nghĩ rằng hamster tắm nước được các bạn. Không, hamster là một dòng pet mà không nên tắm nước nha. Bé thì vậy lên trên lông hamster có một cái lớp dầu, và khi các bé tắm nước á, cái Nếu các bạn yêu thích video này hãy cho mình một subscribe và một like nha. Các bạn nào cần đồ ăn vỗ béo hay là phụ kiện cho hamster thì hãy nhấn vào đường link Shopee của mình ở bên dưới nha. Các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận video mới nhất hàng tuần nha. Tạm biệt mọi người.